đã kiếm được 1 tỷ chưa anh? 700 thì có, 1 tỷ thì chưa, nó cũng bình thường. Cái nghề thì bắt buộc phải làm. Nhảy vào vườn của anh hàng xóm, anh phỏng vấn vui anh. Anh đang chuẩn bị vụ Tết này mọi người ơi. Anh thu nhập được khoảng bao nhiêu ạ? Tiêu thôi. Mình làm cái này thì bận nhất là khoảng thời gian nào trong năm ạ? Cái gần Tết này thì nó bận rộn hơn. Để em phải đứng sang bên đấy anh. Trong một năm thì có phải ngày nào cũng làm, có thời gian nghỉ không? Thích nghỉ lúc nào nghỉ. Làm thì không hết việc, làm quanh năm. Cái số vốn đầu tư ở đây chắc còn rất lớn đúng không anh? Cảnh thì vốn nó nhiều chứ cái hàng hoa này thì nó cũng bình thường, không đáng bao nhiêu. Có bao giờ mà đã kiếm được 1 tỷ chưa anh? 1 tỷ thì chưa có, vài trăm thì có. Bao giờ anh đặt mục tiêu là mình sẽ kiếm được 1 tỷ? Cái nghề về nghệ thuật này, cây cảnh thì hy vọng chứ. Anh có đặt mục tiêu là đến bao giờ anh đạt được 1 tỷ không? Biết trước được, nó là lúc nào? Chứ khoảng 2 năm tới thì cái vườn hoa tôi ý tưởng thì cũng muốn là nó là như thế đấy. Đạt được hay không nó mới là vấn đề. Theo thời vụ Tết, hàng nó đi rất nhanh và rất nhiều. Ngày Tết thì hàng hoa này, ngày Tết thì nó chạy. Thường thì nó cũng chỉ bình thường thôi, chỉ đủ ăn. Cái là cái nghề thì bắt buộc phải làm. Anh phải là người thích về cây cối thiên nhiên. Thì đúng rồi, phải đam mê thì mới làm được. Làm cái này mà không thích nghề thì nó không làm được. Vừa là một cái thích và thứ hai là phải có góc nhìn về nghệ thuật. Kèm 3-4 kiểu ông đam mê nhưng biết nữa cơ, mê mà không biết thì cũng dở. Phỏng vấn vui, em rất là cảm ơn anh. Chúc anh năm nay cái vụ Tết cực kỳ thành công, mình sẽ sớm đạt được cái mục tiêu là 1 tỷ. Thank you anh.